Đi tiếp. Dạ. Đi tiếp còn vô nữa mà. Ờ. Vào trong đẹp nữa. Đó, đi đòn á mà tôi hướng dẫn không nghe người khác la mới tin. Ừ. Đòn này ngộ chứ đó. Còn cái đẹp thì hỏi tài xế, còn cái hỏi người ngoài mà mình hướng dẫn không chịu nghe. Nó lạ vậy đó. Nghe như bà sáu. Ừ. Kỳ lân kỳ hư. Dạ. Đó, trời chỗ này nó đẹp gì đâu luôn nè. Đó, quá chừng luôn đứng lại liền. Quá chừng thì đứng lại liền, không có để lâu. Để lâu nó nguội. Rồi. Rồi, cười lên có gì mà lợi rồi kéo quần kéo hết từ lưu hết mà lên. Rồi lẹ lên. Đó, đứng xích đây này, nãy giờ ai đứng ở đây cũng ác cái mặt. Đó, đẹp rồi. Ở chỗ vừa vừa thôi. Rồi đó đứng yên, đứng yên đó con. Rồi 2 3 rồi, đứng kia cái bóng cây nó ác. Rồi, cười lên. Nó 2 3 rồi. Tới lẹ lên, tới đó. Nhào vô. Giơ tay ra đó. Rồi. Kỳ này cười banh xác cái coi. Cười banh xác. Ừ. Ê. Vậy lộn hả? Ha, xích qua đây nè chị, đặng đó có cái bóng đèn nó chiếu ngay mặt. Đâu? Không được đó, được rồi đó. Cười lên, đừng ngỡ ngàng. 2 3 rồi. 2 3 rồi. 2 3 rồi. Đi qua đây, đi qua. Trời ơi, ba không biết. Rồi. Chị Dân thì cầm chỉ về. Phải nói, kèo đưa cái khăn không biết. Sàn ở đây, sàn trước đi, sàn. À, sàn trước đi, đó rồi. Vô. Tắt vô hả? Sẽ tới ngay chỗ đó, cái bóng sàn nó lên ngay cái mặt chiếu, cái mặt gỗ. Sẽ tới. Cái bóng của cái sàn cây này nó chiếu lên. Được chưa? Rồi, 2... ba. Ê, tự nhiên thấy cái gì vậy? Rồi. Quá là lên. Lửa lên. Không, thở cái khỉ qua chỗ khác liền hình như mặt sụ lơ à. Sụ lơ. Ừ. 2 3 rồi. Giống như ở trên mây vậy ha. Dạ. Yeah.